Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng nhỏ bé đây. Và hôm nay HNT có một cái con rồng mới, nhìn khá là dễ thương luôn các bạn. Ok, đây là tác phẩm của hai cái con gọi là siêu trâu kết hợp với nhau. Nó rất là đáng yêu và dễ thương luôn. Mình không nhớ con này là do con hai con siêu trâu hay là cái con công kết hợp với con trâu nữa. Nhưng mà tổng cộng là mấy cái con đó đó các bạn đó. Hai con cấp H của mình. Và bây giờ mình cho nó bự lên cái nào. Wow, ủng à ủng ỉnh luôn. Hãy xem chú ấy làm cái gì nào. Ôi cha cha, quá đẹp các bạn à. Làm lại cái nữa coi. Uhu, quá thú vị luôn. À, mình sẽ cho nó lên level 10 nha các bạn. Đó, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Đó, bây giờ chúng ta đã có một cái chú rồng mới rồi đó. Và bây giờ HNT sẽ vào xem mình đua lab như thế nào rồi. Ồ, mình đang ở lab 9 và mission 2. Bây giờ hiện tại có một cậu lab 12 và 4 cậu lab 9, 2 cậu lab 8. Nói chung là đợt này là toàn là cao thủ đua láp không rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta đang thiếu màu đỏ. Màu đỏ là vàng. À, bây giờ HNT sẽ đi thu thập vàng để kiếm màu đỏ coi. Ồ, không ra cái nào luôn mới đau ấy chứ. Oh my god, không ra được cái viên nào luôn. Dường như là màu đỏ thì giờ vàng ở đây rất là hiếm. Rồi, bây giờ HNT sẽ đi chiến đấu nha các bạn. Mình sẽ lấy cái con mới của mình. Đây có 23 bạn vừa kết bạn với HNT Channel luôn. Và bạn nào có chơi cái game này thì hãy kết bạn với HNT Channel nha các bạn. Cứ ở kết bạn Facebook thì các bạn sẽ được hiện cái tên trong đây. Đó, và bây giờ thì HNT sẽ giác cái con rồng mới của mình. À, con đó hình như level 10. À, ok, đi kiếm con lò rồng level 10 đi các bạn. Xem nào. Cái chú rồng level 10 của mình trốn đâu rồi? Ok, cứ bình tĩnh, con rồng này là cái con rồng mới. À đây đây đây. Nó là rất là đặc biệt luôn. Do cái màu ở trên cái mình của nó là đốm đốm này đốm kia. À, đốm xanh rồi, đốm lục, nhìn khá là khác lạ. Oh yeah, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giác con mới đi chiến đấu nào. Wow. Con này là con cấp H các bạn à. Ồ, cấp H muốn Spider-Man mất máu có một xíu thôi à. Vậy là chú chưa đủ tuổi để quánh với HNT Channel rồi. Hãy xem tuyệt chiêu băng bước liền bao nhiêu. 5.800 các bạn à. Khá tuyệt vời. Ấy dạ, tiếp tục chiến đấu thì Spider-Man của HNT không chịu nổi vì con kia quá mạnh. Còn con rồng mới của mình nhảy ra chắc nó quýnh phát một là banh xác. Mình muốn ra cho nó hiện cái vẻ đẹp trai của cái chú rồng mới của mình. Chúng ta có thể chiến đấu đập nó một phát thử coi. Tấn công. Ồ, 2.100 các bạn à. Và con này nó quất lại mình chắc là mình banh xác. Mình đoán 90% là mình bị quất. Biết lắm mà. Bây giờ HNT sẽ sử dụng tuyệt chiêu cách sơn đã ngu. Đây, hãy xem đây các bạn. Du công có tuyệt chiêu cực kỳ bá đạo mà chắc có lẽ ai mà theo dõi video của HNT thường thì sẽ biết. Cái gì? Dính chưởng ngay cái chiêu no dam rồi có con level 24 mới đau. Bây giờ một mình anh công phải chọi với ba con các bạn. Căng à, cái vụ này hơi căng thẳng á. Oh yeah, 17.000 một em đã bị hạ gục. Quá tuyệt vời, bây giờ là tới cái em này. Trời ơi, cái em này đã giảm sát thương làm cho mình mất hết một lượt đánh. Một mình anh công phải gọi là cân ba. Tấn công nào Du Kinh Công. Sức mạnh cực kỳ bá đạo của Du Kinh Công có thể chịu nổi ba đứa hay không? Bây giờ là đứa thứ ba. Hai đứa là bị hạ gục các bạn à. Ồ, dường như là cái chú này không phải là đối thủ của anh công rồi. Anh công của chúng ta cấp H mà. Tấn công nào. Mày hả bởi. Về thành dưỡng sức liền. Quá tuyệt vời. Một mình con công cân ba luôn. Không thể tin được sức mạnh cực kỳ bá đạo. Mặc dù tem bạn có con cấp H nhưng mà chúng ta vẫn quýnh văn dách như thường.
Bây giờ thì tiếp tục cuộc chiến anh. Chúng ta quýnh với một anh bạn mang mắt kiến đen, nhìn khá là ngầu à. Ok. Ồ, tên bạn cũng có Shadowman giống mình kìa, siêu trâu. Là Shadowman trâu có hai cái sừng các bạn. Ở này là rồng, rồng, quên là con rồng. Ok. Hãy xem tuyệt chiêu của Shadowman Hensai của mình. Đó. Ồ, đã 10.000 luôn, quá tuyệt vời. Bây giờ lấy con rồng mới ra phối bộ cái là coi như chúng ta giành chiến thắng thôi. Xem nào, bây giờ cho con rồng mới ra nào. Ok, tấn công nào. Tuyệt chiêu mặt trời. Lên giường nào bé. Nó, con rồng mới của mình có cái bụng ụt ịch luôn các bạn. Nó hình như là nó di chuyển bằng trường. Trường lết, giống như là cái con gì mà nó hay trường lết. Nó rất là ghê gớm đấy các bạn. Đó, mình à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy Shadowman đấu với Shadowman luôn. Shadowman tên bạn tên là Kulo gì? Rorolo. Tên mình là Hassan. Hassan, ok, tấn công. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu băng nha mọi người. Dập liền. Mày hả bởi. Hãy xem tuyệt chiêu băng của anh đây. Tên bạn bối rối chỉ còn lại 5.800 và tên bạn quýnh mình. Hãy xem tên bạn quýnh mình bao nhiêu. Ô, 3.700. Quá tuyệt vời các bạn à. Dường như là cái con này có thể chịu được một đòn là ok lắm rồi. Yeah, một chiến thắng đã thuộc về team HNT Channel nữa rồi. Vì Shadowman của chúng ta có thể chịu được hai con luôn. Quá tuyệt vời. Đây, cho anh đại rồng mới ra quánh nè. Hãy xem rồng mới của mình nào. Oh yeah, được 2.100. Thời con này nó level 20, mình level 10. Oh, Superman. Superman xài cái chiêu đấm đấm rồi các bạn. Tiếp tục. Hạ chú bé đó nào. Lên đường nào. Không chết các bạn à, con này vẫn rất lì. Bây giờ nó quýnh lại mình, mình nghĩ có lẽ là mình văng dách là cái chắc. Biết lắm mà. Oh, mình rất là thích cái chiêu này của Du Công. Mặc dù không có quýnh cái con bên trong được, nhưng mà chúng ta vẫn đập nó được. 45.000 các bạn. Một con số quá tuyệt vời. 45.000 đam. Đó, một cái số đam khá là kinh khủng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quýnh với một cô gái. Nhìn khá cũng là đáng yêu và dễ thương. Ok, đáng yêu thì đáng yêu, dễ thương thì dễ thương, nhưng mà quánh là vẫn phải quánh. Oh, một con siêu trâu level 24, không phải dạng vừa rồi. Quýnh văng vách con Shadowman của mình khi vừa gặp mặt. Quá kinh khủng luôn. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ buộc phải dắt anh Công ra để bảo kê. Anh Công có thể xử cái chú này không hả? Mày hả bởi. Xuyên giáp. Một em trong nhà đã bị tự chiến, chưa kịp ra mặt nhưng mà đã bị hạ gục các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái chiêu để có thể đấu với cái con Du Công này. Mày hả bởi. 14.700 luôn. Quá tuyệt vời. Hãy ra tên bạn đang sử dụng chiêu lá. Ô, chiêu lá của tên bạn Cùi Bắp thua với chiêu lá của con siêu trâu của mình. Siêu trâu của mình sử dụng chiêu lá đó là hai con sẽ bị thương chứ không phải một con đâu. Một con là quá nhẹ nhàng. Ok, bây giờ anh ta sẽ sử dụng tiếp cái chiêu của Du Công nào. Lên đường. 16.000 các bạn à, một con số không hề nhẹ luôn. Và bây giờ là cái con ô rồng kiếm sĩ. Nó rút kiếm ra là mình bị mất máu. Biết lắm mà. Bây giờ thì HNT sẽ cho cái con rồng mới ra. Đó, khoe rồng mới mà. Cái rồng mới là rồng rất là đặc biệt. Chú ấy là đó, chú ấy là cái con rồng mới nhất tem, cho nên là chú ấy luôn được ưu tiên sẽ ra chiến đấu với tất cả các con khác. Ồ, nó xài cái chiêu ma quái rồi, xuất hiện nguyên cái con gọi là cái con yêu quái gì. Giống như là tử thần vậy, lưỡi hái tử thần, cầm theo cái lưỡi hái đi rồi bắt người ta rồi đó các bạn. Và bây giờ HNT sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu mặt trăng để hạ cái con kiếm sĩ này. Kiếm sĩ đội mũ gọi là không cần nhìn đường, nhìn dưới đất không à. Ok, cuối cùng HNT đã giành chiến thắng. Quá tuyệt vời. Đó, bây giờ chúng ta có thể đi vào làm cái nhiệm vụ bên trong đây các bạn. Đây có một cái nhiệm vụ khá là gây cấn và khó khăn. HNT rất muốn làm nhưng mà không biết làm có nổi hay không. Ở đây.
Xem nào. Đó, cho một con này, một con siêu trâu. Đây, con siêu trâu của mình. Ok. Này, cho con Spider-Man đi theo hả ta? Rồi cho Spider-Man đi theo luôn. Action và cuộc chiến bắt đầu. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của cái con siêu trâu của mình. Wow, có con rồng trái cây luôn cơ. Nhìn quá xinh tươi luôn, nhìn là muốn quất liền các bạn. Trời ơi, cái con này mà mùa hè nóng nực mà đưa nó vô mà quất một phát một là coi như là rất là ngon luôn. Hãy xem tuyệt chiêu của siêu trâu đây. Oh yeah, em ấy đã lên đường. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của siêu trâu. Tuyệt chiêu lá của siêu trâu có thể quấn được hai con cùng một lúc luôn này các bạn. Đây, tấn công dạng hoa rơi, hổ báo liền. Nó, một em thấy chưa? Em bên trong mất 4.000, em ở ngoài bị mít. Cái gì ấy? Quánh mà có vụ mít nữa, cái game này mà cũng có vụ mít nữa các bạn. Không thể tin được, mình nghĩ cái game này quánh là chỉ có quánh thôi, chứ quánh mà làm gì có cái mít nữa. Quá kinh khủng luôn ấy. Ok, để mình xem cái tuyệt chiêu nào mà nó yếu yếu để quánh với con này. Tuyệt chiêu yếu lại thì lại được đam. Con này level 11, quánh nó một cái chắc nó chết ngắt rồi. Siêu trâu à, sức cực kỳ bá đạo luôn. 27.000 thấy chưa? Bây giờ cái con bên trong nó mất hết 4.000 ra ngoài. Ô, con rồng này có 4 chân, có mũi tên bắn nhìn khá là hổ báo luôn. À, chúng ta có 2 chiêu quýnh phải 2 cái nữa mới xài được cái chiêu này. À, giờ HNT sẽ quyết định sử dụng cái tuyệt chiêu xoắn ốc. Bung gai liền. Nó tem bạn nhìn là phải sợ luôn. Xúc liền nào bạn hiền. Mày hả bởi. Lên thiên đường luôn. Quá tuyệt vời. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video để ủng hộ HNT Channel nha mọi người. À, các bạn thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. HNT sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người xem. À, và đừng quên để lại một like, một chia sẻ video ủng hộ giúp mình với nha. À, HNT vào đây xem cái nào. Ồ, chúng ta vẫn còn thiếu các bạn à. Vẫn còn thiếu. Phải tốn 11 game mới có thể leo lên được cái lá cửa này. Ức chế quá, vì quá ức chế không lẽ xúc luôn ta. Ok, HNT chấp nhận bỏ 11 game để vượt qua cái cửa khó khăn này. Đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.